sướng hôm nay ở nhà được đón cả con và các cháu mình về. Gà rang muối canh cua thịt xào toàn món các con và các cháu hay ăn. Thôi nhé anh qua 20 phút xong anh chuồn luôn, chàng chớ lo âu hãy chờ anh rồi ta có nhau. Anh cứ lo đi xong xuôi hết cho gia đình anh, đừng bận tâm em người con gái chẳng danh phận gì. Lâu lắm mới đưa thằng cu tít qua chơi cùng ông, công ty của con chắc gần đây bận nhiều việc lắm. Vất vả bao năm doanh nghiệp con giờ vẫn khó khăn, mọi người ăn đi con giờ phải đến công ty rồi. Vợ chồng gần đây có vui không, tiền bạc thằng Trung có đưa không? Dạ thì gần đây vẫn đưa nhưng giờ đưa không nhiều như trước. Chẳng hiểu anh ấy ra sao mà con thấy anh hơi khác thường. Mày đừng suy nghĩ linh tinh, mày hãy chỉ giữ hạnh phúc ra. Thưa Mr. Quang, con bé đó tên Nguyễn Huyền Trang, nhà số 33 ngõ 12 ở đường Liễu Giai. Rất thích đi ba, thích tiếp xúc các anh đại gia, nắm rõ thông tin và em đã chuẩn bị hết rồi. Anh hứa đã lâu mà anh mới thấy một cho người ta, nhớ chiếc iPhone đừng để em chờ lâu nữa nha. Sao cứ băn khoăn, anh nào đâu là người khó khăn, chỉ cần em ngoan anh nguyện thể hái sao tăng nàng. Chạy bộ làm chi thế em ơi, rảnh thì để anh rước đi chơi. Dạ rồi thì thôi chú ơi, giờ hay về đi vui cùng con cháu. Cục tiền của ai mới rơi hãy cầm lấy tiêu cho đã đời. Ngày nào em thích ăn chơi thì hãy tìm anh danh thiếp kia rồi. Em ơi anh muốn nói là tuy anh già nhưng không hề dối trá. Nhà anh có 100 thùng vàng lá, anh trong két có rất nhiều đô la. Anh nói thẳng anh là người có tài, anh rất thích ăn kẹo thạch dai dai. Nếu bây giờ không ngừng ngùng ngần ngại, mời em tới bữa tiệc dai dai. Anh ơi anh à, em yêu anh cũng không hề dối trá. Nhưng sự thật là em muốn nói là view bờ biển một căn hộ villa. Sao mấy hôm nay anh gọi mãi em không chịu nghe, đã lấy iPhone sao gọi em phản po tí te. Thôi chiếc iPhone anh cứ giữ cho ai dùng đi, đừng gọi cho em, giờ em cũng lại bận nữa rồi. Hello Boku, you có phải Mr. Hải Trung? My name is Zai, muốn gặp anh bàn chuyện đất đai. You có ok, thôi mà you một ly cà phê. I am ok. Thế thì chiều 82 Hà Đình đâu? Giờ thì em ơi hãy quên đi, làm vợ của anh nhé baby. Cuộc đời em sẽ mê ly, giàu sang nhà sẽ không cần phải nghĩ. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ cần sánh đôi đi với chàng. Giàu nghèo vui lắm anh ơi, một túp lều tranh có rất nhiều vàng. Đừng nói với tôi là cô cắm sừng tôi mấy tháng qua. Từng hứa với tôi là mình sẽ chẳng bao giờ cách xa. Tôi nói bao giờ? Tiền nó chắc hơn tôi, nhưng sao mà nó ngon dài bằng tôi đây. Giờ mới biết cô tham, làm chi thính bám theo chân đại gia. Mày thì kinh rồi, mày đâu có biết tao như thế nào. Bố vợ. Mà mày ăn nói luyên thuyên tào lao. Dạ con. Nhận ra bộ mặt em trang giá tao. Thì ra hai người lừa tôi. Toàn bộ cái đó là kế hoạch của tao. Thì ra ông. Con xin lỗi bố, con đã sai rồi, con mong được bố cho sửa sai thôi. Đứng lên con. Một lần lầm lỡ qua ân hận rồi. Biết rồi. Con xin chịu hết hậu quả của con. Vợ con buồn lắm nếu như biết được con phản bội nó, một người thương con. Nếu con nhận thấy con đã sai rồi, giờ trở về nhé, cùng làm lại thôi. Thưa bố, hôm nay con nấu nướng cho gia đình ta, đón bố qua
qua đây uống rượu tây cùng say ngất ngây. Con hứa yêu thương và chăm sóc vợ con nhiều hơn. Từ ngày hôm nay là bố quyết về ở với mày. Cả nhà mình sẽ mãi bên nhau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Thằng này cứ thích dai dai, chắc lớn lên sẽ có tài. Thạch này tuyệt lắm ông ơi, vừa mát vừa thơm ngon rất tuyệt vời. Hôm nay bố quyết định ông sẽ về đây ở cùng với các con các cháu. Và bố sẽ đi bước nữa. Em ơi. Chào cả nhà. Bố. Dai, ngay là thích.